Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại với bản tin thời sự được phát sóng trên kênh Tin Mới. Lần đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi lời chào và lời chúc sức khỏe tới toàn thể quý khán thính giả đã luôn đồng hành và ủng hộ cùng ban biên tập của chúng tôi. Rất mong có được những ý kiến đóng góp của quý vị khán thính giả để chúng tôi có thêm động lực gửi tới cho quý vị và các bạn. Đó là những thông tin hay nhất, chính xác nhất về tình hình dịch bệnh, tin tức thời sự mới nhất trong nước cũng như là quốc tế, những tin nóng bỏng 24 giờ qua. Còn bây giờ là bản tin ngày hôm nay chúng tôi muốn gửi tới quý vị. Bão Nu có khả năng đi vào Biển Đông những ngày tới, dự báo khoảng ngày 4 đến mùng 5 tháng 10. Bão Nu sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines và đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông. Ông Trần Hồng Thái, Tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng Thủy văn, Bộ Tài nguyên và Môi trường cho biết áp thấp nhiệt đới ở khu vực phía đông của Philippines đã mạnh lên thành bão có tên quốc tế Nu. Dự báo trong 24 giờ tới bão di chuyển theo hướng bắc, sau đổi hướng bắc-tây-bắc và tiếp tục mạnh thêm, dự báo khoảng ngày 4 đến mùng 5 tháng 10. Bão Nu sẽ vượt qua khu vực phía bắc của đảo Luzon, Philippines và đi vào khu vực phía bắc của Biển Đông. Khả năng cao, 70-80% đây sẽ là cơn bão thứ 4 hoạt động ở Biển Đông trong năm 2023, cơ quan khí tượng Nhật Bản GMA cho biết hiện bão Nu đang mạnh cấp 8, 18 m/s, giật cấp 10, 25 m/s. GMA cũng nhận định bão sẽ di chuyển theo hướng bắc trong 24 giờ tới và sau đó đổi dần theo hướng Tây-Tây-Bắc rồi Tây, hướng vào phía bắc Biển Đông. Cường độ bão sẽ liên tục tăng trong những ngày tới và có thể đạt cấp 13, 40 m/s, giật cấp 17, 60 m/s. Trước đó, ngày 24 tháng 9 trên khu vực giữa Biển Đông hình thành một vùng áp thấp. Vùng áp thấp sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, đổ bộ đất liền các tỉnh Quảng Bình đến Thừa Thiên Huế, gây ra một đợt mưa lớn diện rộng khắp cả nước những ngày qua, trong đó mưa lớn nhất ở các tỉnh Bắc Trung Bộ và miền Bắc. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, trong tháng 10, giải hội tụ nhiệt đới tiếp tục hoạt động tăng cường. Vì vậy, trên khu vực Biển Đông có khả năng xuất hiện một hoặc hai cơn bão áp thấp nhiệt đới, có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 2-4 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó khoảng 1 hoặc 2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ, không khí lạnh tăng về cường độ trong tháng 10, miền Bắc mưa nhiều. Trong tháng 10, không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Tổng lượng mưa ở miền Bắc cao hơn 5-15% so với trung bình nhiều năm. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia vừa phát đi bản tin dự báo xu thế khí hậu tháng thời kỳ từ 1 đến ngày 31 tháng 10. Theo đó, trong thời kỳ này, nhiệt độ trung bình trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn so với trung bình nhiều năm. Trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ, có nơi cao hơn. Về lượng mưa, trên khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ, tổng lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, cao hơn từ 5 đến 15%, Trung Bộ ở mức xấp xỉ dưới, thấp hơn từ 5 đến 15% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Đáng lưu ý, trong tháng 10, bão và áp thấp nhiệt đới có khả năng xuất hiện trên khu vực Biển Đông khoảng từ 1 đến 2 cơn và có thể ảnh hưởng đến đất liền nước ta. Liên quan đến diễn biến thời tiết mùa đông năm nay, cơ quan khí tượng cho biết, tháng này không khí lạnh bắt đầu có xu hướng hoạt động gia tăng dần về tần suất và cường độ. Trong tháng 10, bão áp thấp nhiệt đới, gió mùa Tây Nam và không khí lạnh có khả năng gây ra gió mạnh, sóng lớn ảnh hưởng đến hoạt động trên các vùng biển như hàng hải và đánh bắt hải sản. Ngoài ra, trên phạm vi toàn quốc tiếp tục xuất hiện các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như dông, lốc, sét, mưa đá có thể ảnh hưởng lớn đến sản xuất và các hoạt động dân sinh. Cơ quan khí tượng cảnh báo, Tây Nguyên, Nam Bộ nhiều ngày mưa, nhận định về tình hình khô hạn ở các vùng. Cơ quan khí tượng cho biết, thời kỳ từ 1 đến ngày 15 tháng 10, khu vực Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục nhiều ngày có mưa, duy trì trạng thái ẩm trong cả thời kỳ. Tình trạng khô hạn có khả năng xuất hiện cục bộ tại các tỉnh Tây Bắc Bộ. Trong khi đó, các khu vực khác chỉ số khô hạn biểu thị trạng thái bình thường. Thời kỳ từ 16 đến ngày 31 tháng 10, Tây Nguyên, Nam Bộ tiếp tục có trạng thái ẩm ướt. Trong khi Trung Bộ có khả năng xảy ra khô hạn do tình trạng thiếu hụt mưa trong thời kỳ này, các tỉnh Bắc Bộ phổ biến sẽ có trạng thái bình thường. Trước mắt, trong ngày và đêm nay, mùng 1 tháng 10, thời tiết khu vực Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to với lượng mưa 20-40 mm, có nơi trên 70 mm, thời gian mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Dự báo trong thời kỳ 10 ngày tới, 2 đến ngày 10 tháng 10, những khu vực trên tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to vào chiều tối và tối. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh, mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng thấp và nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi.
Biển Đông khả năng đón bão vào tuần tới trước đó. Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia nhấn mạnh, trạng thái khí quyển và đại dương đang trong điều kiện El Nino. Dự báo trong 3 tháng tới, El Nino tiếp tục duy trì với xác suất khoảng 90-95%. Do ảnh hưởng của hiện tượng này nên từ nay đến hết năm 2023, trên Biển Đông có khả năng xuất hiện khoảng 3-5 cơn bão áp thấp nhiệt đới, trong đó có khoảng 1-2 cơn ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền nước ta. Đề phòng những cơn bão có diễn biến phức tạp cả về quỹ đạo cũng như cường độ liên quan đến áp thấp nhiệt đới đang hoạt động ở khu vực phía đông của Philippines, ngày 30 tháng 9, đã mạnh lên thành bão Nu. Cơ quan khí tượng dự báo, đến khoảng 4-6 tháng 10, bão có khả năng đi vào khu vực Bắc Biển Đông với xác suất 60-70%. Nghệ An tích cực khắc phục hậu quả mưa lũ, không để người dân thiếu đói. Tỉnh Nghệ An vừa ban hành công điện 28BND gửi các địa phương và sở, ban, ngành liên quan về việc chỉ đạo tập trung ứng phó và khắc phục hậu quả mưa lũ, trong đó đặc biệt nhấn mạnh không để người dân nào bị đói, không để xảy ra chết người. Thực hiện công điện trên, trong ngày 30 tháng 9, các địa phương vùng lũ tại Nghệ An đã có nhiều hoạt động khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó trọng tâm là khắc phục thiệt hại về nhà cửa, tài sản, vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng, xử lý đảm bảo nước sinh hoạt trong các vùng bị ngập úng, khắc phục công trình nước sạch để phục vụ sinh hoạt cho nhân dân, khôi phục sản xuất lúa, ngô, rau màu bị ngập, sửa chữa hạ tầng hư hỏng, đồng thời kịp thời thăm hỏi, động viên, chia sẻ với các gia đình bị thiệt hại, nhất là các gia đình chính sách, hộ gia đình khó khăn, đặc biệt kịp thời hỗ trợ lương thực, thực phẩm, nhu yếu phẩm cho các hộ có nguy cơ thiếu đói, kiên quyết không để người dân nào bị thiếu đói. Tại địa bàn các huyện miền núi phía Tây Nam của tỉnh Nghệ An, nơi thiệt hại nặng nề nhất do đợt mưa lũ lần này gây ra như huyện Tương Dương, Kỳ Sơn, Quỳ Châu, trời đã bắt đầu tạnh mưa và hứng nắng. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các địa phương đã huy động các lực lượng và người dân khắc phục thiệt hại do mưa lũ, sạt lở đất. Tính đến ngày 30 tháng 9, nhiều bản làng trên địa bàn huyện miền núi vùng cao Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An vẫn bị chia cắt và cô lập do nước lũ chưa rút. Thực hiện phương châm 4 tại chỗ, cấp ủy, chính quyền xã Chiêu Lưu, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An đã huy động gần 100 người dân của hai bản Lưu Hòa và La Ngan tổ chức khắc phục đoạn đường bị lũ quét trên tuyến đường từ xã Chiêu Lưu vào xã Bảo Thắng. Tại những điểm sạt lở núi có khối lượng đất đá lớn, xã Chiêu Lưu đã điều động máy móc tổ chức san, gạt thông đoạn đường bị ách tắc. Theo ông Cụt Thanh Hoài, bí thư đảng ủy xã Chiêu Lưu, do tuyến đường Chiêu Lưu vào trung tâm xã Bảo Thắng bị lũ cuốn trôi đứt hẳn cả một đoạn đường khoảng hơn 100 mét, xã phải vận động xin mượn đất một hộ gia đình tại bản Lưu Hòa để làm đường tránh, đề phòng nước xuống người dân có đường đi lại bằng xe máy. Còn tại xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, một trong hai xã đang bị cô lập hoàn toàn cũng tổ chức hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả thiên tai. Trong hai ngày 29 và 39, xã đã huy động lực lượng địa phương và người dân tổ chức tháo và di rời toàn bộ tài sản của gia đình ông Xeo Văn Ninh, bản Cha Ca, xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn ra khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở đất và tu sửa các tuyến đường bị xuống cấp trên địa bàn. Tại xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, chính quyền xã cũng huy động 200 người dân của 4 bản tổ chức san lấp sửa chữa tuyến đường đi vào xã Bảo Nam. Theo ông Lô Đình Thụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hữu Lập, huyện Kỳ Sơn, do lũ quét làm tuyến đường liên san đối quốc lộ 7A vào trung tâm xã Hữu Lập và Bảo Nam xuống cấp quá trầm trọng. Bằng sức người và phương tiện thô sơ, xã cũng mới chỉ mở một lối mòn nhỏ cho người dân các bản phía trong vận chuyển thực phẩm bằng xe máy để tiếp tế cho 35 hộ dân bản Sốp Thập còn bị cô lập. Tại khối 4, thị trấn Mường Xén, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đang xuất hiện hai vết nứt có chiều dài 50m, chiều rộng 30cm, lún sâu gần 1m. Để kịp thời động viên các lực lượng và người dân khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 30 tháng 9, đồng chí Vi Hòe, bí thư huyện ủy Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An đã đi kiểm tra và chia sẻ khó khăn cùng người dân các xã Hữu Lập, Chiêu Lưu của huyện Kỳ Sơn. Đợt mưa lũ vừa qua tại Nghệ An đã gây thiệt hại lớn về dân sinh, kinh tế, xã hội. Đến sáng ngày 30 tháng 9, đã có 1 người chết, 2.267 nhà đang bị ngập, 952 nhà bị cô lập, thiệt hại 2.867 hecta lúa, 3.945 hecta hoa màu, 3.888 hecta cây công nghiệp, 4.286 hecta cây hàng năm, 578 con gia súc và 25.927 con gia cầm bị chết, 40 cống bị cuốn trôi, 8 cầu bị hư hỏng. Dù các địa phương trên địa bàn toàn tỉnh Nghệ An đã triển khai tích cực các phương án khắc phục thiệt hại do thiên tai, mưa lũ và sạt lở đất, tuy nhiên, đó cũng chỉ là những phương án khắc phục tạm thời. Các địa phương cần lắm sự hỗ trợ về kinh phí, máy móc để thông các tuyến đường giao thông bị chia cắt, các bản làng không bị cô lập kéo dài, bị chia cắt.
thưa quý vị, bản tin hôm nay tới đây là kết thúc. Chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi bản tin của chúng tôi. Chúc quý vị và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Nếu thấy hay thì hãy đăng ký kênh, sau đó nhấn biểu tượng chuông ở góc phải màn hình để không bỏ lỡ những tin tức mới nhất mà chúng tôi sẽ cập nhật. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!